giả thân mến, sau kỳ nghỉ lễ tháng 5, năm nay kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, tuần làm việc đã chính thức bắt đầu. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn các sự kiện và tin tức về công ty Sovermash, bao gồm việc chia sẻ tin tức từ công trường xây dựng Alabushava. Trong video này, các bạn có thể thấy rằng công việc đúc các tấm bê tông và lắp dựng nền móng bê tông đang được triển khai. Mà rất sớm thôi, quá trình xây dựng các kết cấu kim loại sẽ bắt đầu. Còn rất nhiều việc phải làm nhưng những bước đầu tiên đã được thực hiện. Chúng tôi rất vui mừng vì các hoạt động xây dựng đang tiến triển đúng theo độ xây dựng. Chúng tôi không dậm chân tại chỗ và vẫn đang làm mọi thứ để xây dựng và đưa tòa nhà vào hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể. Theo dõi tin tức về dự án và một trong những người đầu tiên biết về các sự kiện của Sovermash. Hẹn gặp lại.